Goji Goji chúc anh em xem phim vui vẻ. Tôi đập hết lũ sát sống dám cản đường. Ngươi là ai mà dám điều động Chu Tước Đường? Có tin ta báo cáo lên Bạch Linh đại nhân xử phạt ngươi không? Lục Ly, cậu giỏi lắm rồi. Tôi chính là Bạch Linh đây. Xin lỗi Bạch Linh đại nhân. Tôi lập tức huy động mọi người. Lúc này, tôi và Giang Sơn đã cưỡi côn bằng đi tới tiền tuyến. Đúng như lời Giang Sơn nói, người A Quốc đang tiến về thành phố Trường An. Và đằng sau những người A Quốc này, có vô số sinh vật biển đột biến theo sau. Đáng sợ hơn là, giữa những đội quân đại dương đột biến này, có một con bạch tuộc vòng xanh khổng lồ. Tôi thấy vậy hơi trầm ngâm. Có vẻ như trong làn sóng sinh vật biển này, chắc là con bạch tuộc vòng xanh đột biến kia là mạnh nhất. Sát đoàn cấp 3, thực lực rất mạnh. Nhưng bên ta có côn bằng thì hoàn toàn có thể kiềm chế nó. Phan Anh huynh đệ, thứ đó khó đối phó đó. Tạm thời vẫn ổn, nhưng lướt qua thì không tìm thấy tên tướng lĩnh ở quốc đâu cả. Quân đội của chúng ta đã tiến vào vòng phục kích. Nếu không nhanh thì không kịp rồi. Nói xong anh ta cầm lấy điện thoại bảo mật. Toàn bộ quân đội nghe lệnh. Khai hỏa, mệnh lệnh vừa ra, hai bên sườn đồi lập tức lộ ra lính đặc chủng của Thương Lang. Đồng thời còn có rất nhiều pháo binh đã được nạp đầy đạn. Mục tiêu đầu tiên chính là những sinh vật biển đột biến cao cấp. Trong một thời gian, quân đội hai bên đã tấn công vô số sinh vật biển đột biến. Biển bên dưới thành địa ngục. Bạch tuộc vòng xanh hung dữ gầm lên. Con bạch tuộc này thật đáng sợ. Xem ra chúng ta phải toàn lực đối phó với nó rồi. Con bạch tuộc này rất mạnh, tôi không thể nhìn ra thực lực của nó. Bạch tuộc vòng xanh bắt đầu chỉ huy các sinh vật biển đột biến xung quanh. Vài phút sau, sinh vật biển biến dị lao lên như thủy triều. Không sợ súng đạn. Tiếp tục như vậy thì không phải cách. Sinh vật biển đột biến mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng chỉ cần tiêu diệt thủ lĩnh thì chúng sẽ tan rã. Tôi đi, Giang Sơn đại ca, có lính đánh thuê miễn phí mà. Lính đánh thuê sao? À Khôn, con bạch tuộc kia trông ngon không? Rất ngon, được, cho mày ăn đấy. Côn bằng hưng phấn gào thét một tiếng, nhanh chóng lao về phía con bạch tuộc vòng xanh biến dị. Nó mở miệng, một miếng liền cắn đứt một cái xúc tu của bạch tuộc vòng xanh, nhai ngầu nghiến. Bạch tuộc vòng xanh lập tức thu xúc tu lên, đánh về phía con bằng. Con bằng lập tức rút lui. Tiếp theo đó nó bắn ra hai tia năng lượng màu xanh, va chạm mạnh với xúc tu của bạch tuộc. Hai sinh vật biển đột biến mạnh mẽ ngang nhau. Lúc này tôi và Giang Sơn đang đứng trên một sườn đồi, xem trận chiến bên dưới. Phan Anh huynh đệ, không biết tại sao tôi luôn có linh cảm rất xấu. Giang Sơn đại ca yên tâm, tôi đã cho người theo dõi sát chiến trường các phía rồi. Có gì sai họ sẽ báo cáo ngay lập tức. Giờ anh tiếp tục chỉ huy trận chiến. Tôi đi giúp A Khôn một chút. Phải nhanh chóng giải quyết con thủ lĩnh. Chú ý an toàn. Tôi gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở giữa đám sinh vật biển. Chỉ là bốn phía tôi được bao phủ bởi một cái lồng không gian trong suốt. Sinh vật biển xung quanh không thể làm tổn thương tôi. Tôi nằm ung dung trên đám sinh vật biển đột biến, lặng lẽ nhìn con bạch tuộc và côn bằng chiến đấu với nhau. Đúng lúc này, điện thoại bí mật của tôi đổ chuông. Sếp, cẩn thận. Phía sau anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh vật biển đột biến cấp cao. Bảo sao không thấy tên tướng lĩnh ở quốc đâu. Thì ra hắn rình mò ở phía sau. Sinh vật biển đột biến này chỉ là đội tiên phong. Mấy tên ở quốc có số lượng rất lớn, đi vòng ra phía sau quân đội chờ tấn công. Có vẻ như phải kết thúc cuộc chiến ở đây càng sớm càng tốt. Ngay lập tức, bóng dáng tôi lóe lên phía sau con bạch tuộc vòng xanh. Thiên lôi giáng lâm. Tôi nhảy lên, tóm lấy viên pha lê màu xanh trong tay. Hóa ra là một viên tinh thể năng lượng biến dị hệ nước. Bạch tuộc bỏ mạng. Sinh vật biển đột biến xung quanh hoảng loạn, chạy trốn loạn xạ khắp nơi. Mà côn bằng cũng kinh ngạc trừng to mắt, mở miệng ra và hút mạnh. Rất nhiều xác chất quanh đó bị hút vào. Vô cùng ngon, còn tỏa ra mùi thịt nướng. Phan Anh huynh đệ, kỹ năng vừa rồi của anh rất tốt. Còn lại giao cho A Khôn được không? Được, giao cho mày. Nói xong tôi liền thu tinh thể biến dị hệ nước vào không gian thánh điện. Sau đó nhảy lên lưng côn bằng. Đi thôi A Khôn. Côn bằng trực tiếp bay lên, bơi về phía Giang Sơn. Lúc này, Giang Sơn đang chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Thương Lang, truy đuổi quái vật biển chạy trốn. Giang Sơn đại ca, đừng đuổi nữa. Tên tướng lĩnh A Quốc đang tiến hành tấn công. Chúng ta nhanh chóng chỉ huy mọi người quay đầu chiến đấu. Tên khốn này thật xảo quyệt, xin nữa thì bị đánh lén. Mọi người quay lại phía sau chiến đấu. Giang Sơn đại ca, bây giờ tên tướng lĩnh A Quốc đang nghĩ chúng ta chiến đấu ác liệt ở đây, vì vậy hãy giả vờ như chúng ta không biết, vờ như đang chiến đấu dữ dội, để chúng đến gần mà không phòng bị, ra tay bất ngờ. Ý kiến hay, anh chỉ huy chiến dịch từ đây, tôi đi xem tình hình. Nói xong, tôi lập tức giải phóng tốc biến không gian, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, tôi đã ở trong một khu rừng rậm. Rừng rơm, nhiều sinh vật biển đột biến không còn tiến về phía trước, dừng lại dự bị quân đội. Hơn nữa, cấp độ của những sinh vật biển đột biến này cao hơn, thấp nhất cũng là cấp 6. Tôi nhìn xuống biển biến dị bên dưới, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người mặc quân phục.
Quả nhiên đám người Áo Quốc tập kích ở đây bắt đầu di chuyển rồi. Nhưng điều khiến tôi tự hỏi trong lòng là màu da của tên tướng lĩnh là màu xanh nhạt. Hơn nữa, tai của hắn lại rất giống măng cá. Hắn là một sinh vật biển biến dị hay là hắn thích chơi trò cosplay? Mà cũng không tìm thấy người thức tỉnh trong đoàn quân của hắn. Theo lý thuyết, đội này là lực lượng chính. Làm sao lại không có người thức tỉnh mạnh mẽ được? Trong khi đó, tên tướng lĩnh bên dưới cười lạnh lùng. Tiếng súng vẫn vang dội. Người Hoa Hạ cắn câu rồi. Thật là một lũ lợn ngu ngốc. Bị chúng ta bao vây mà không biết. Mau nhanh lên. Đánh lén chúng khi chúng không chuẩn bị. Hãy cho chúng biết sức mạnh của lực lượng phòng vệ phù thủy vĩ đại. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên có một tiếng huýt sáo. Cái gì vậy? Hai quả cầu năng lượng vọt tới. Biến động năng lượng kinh khủng quét qua mọi hướng. Chẳng lẽ người Hoa Hạ đã phát hiện ra rồi sao? Không thể như vậy được. Tuyệt đối không thể. Kế hoạch của ta là hoàn hảo. Sẽ không thể bị đám người ngu ngốc đó phát hiện. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng. Hai quả cầu năng lượng này lệch hướng. Đúng đúng đúng, cho đến bây giờ mới chỉ có hai quả đạn pháo bắn tới. Còn những thứ khác không có động tĩnh gì. Tên tướng lĩnh ở quốc nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ về tình hình hiện tại. Thưa ngài, có phải bọn chúng biết chúng ta đánh lén không? Hay chúng ta rút lui? Bọn chúng đã có phòng bị mất rồi. Đó chỉ là một tai nạn. Nhìn vị trí bây giờ đi. Chỉ có hai quả đạn pháo rơi xuống đây. Không có đạn bắn tỉa hay tiếng súng nào khác. Tướng lĩnh nói đúng. Đó chỉ là một tai nạn. Mọi người đừng hoảng sợ. Chúng ta tiếp tục tấn công. Bọn ngu ngốc đó không thể nào phát hiện được. Tên tướng lĩnh ở quốc lập tức vẫy tay. Quân đội và hệ sinh vật biển đột biến tiếp tục di chuyển về phía trước. Trong khi đó, tôi trốn ở trên cây. Ngay lập tức lấy điện thoại và gửi cho Giang Sơn. Bắn hai phát nữa. 3 giây sau, tiếp tục có hai quả đạn pháo lao tới. Rơi xuống xung quanh tên tướng lĩnh. Đừng hoảng sợ, đó chỉ là tai nạn. Đội tiếp tục di chuyển về phía trước. Rất nhanh, bọn chúng nhìn thấy phòng tuyến của quân đội Trường An phía sau. Quả nhiên, không có một người lính nào ở đây. Người Hoa Hạ ngu ngốc quả nhiên không có phòng bị. Các chiến binh dẫn theo sinh vật biển biến dị lao lên cho ta. Tiêu diệt chúng. Vừa ra lệnh, lực lượng tự vệ Áo Quốc và hệ sinh vật biển tấn công vào phòng tuyến Trường An. Đúng lúc này, lực lượng đặc biệt Thương Lang xuất hiện từ phía sau phòng tuyến, lập tức tấn công đám người Áo Quốc, khiến quân đội Áo Quốc không kịp trở tay, thương vong hàng loạt. Làm sao có thể như vậy? Bởi vì bọn chúng quá tự tin đánh lén, cho nên quân đội không hề mang theo vũ khí. Những người này đều là những sa mu dài tinh nhuệ, không ngờ đánh lén thất bại. Đội quân tinh nhuệ gần như bị tiêu diệt hết. Lên hết cho ta. Tiêu diệt đám người Hoa Hạ. Rất nhiều sinh vật đột biến phía sau. Bọn chúng phát động một cuộc tấn công điên cuồng. Chiến trường lúc này bùng nổ. Mặc dù quân đội Trường An rất kiên cường, nhưng về mặt số lượng, sinh vật biển vẫn chiếm lĩnh lợi thế tuyệt đối. Nếu không có phòng bị thì đây sẽ là một trận chiến rất khó khăn. Lúc này tôi tốc biến quay lại, đến bên cạnh Giang Sơn và Côn Bằng. À Khôn, giờ ăn đến rồi. Tôm hùm và qua đều có cả. Đúng là một bữa tiệc buffet hải sản thịnh soạn. À Khôn thèm ăn quá. Nhưng bụng A Khôn đã no rồi. Có vẻ như, đáng lẽ mình không nên vội lấy đi hố đen trong bụng nó. Chỉ còn cách đưa hố đen trở lại đáy dạ dày của nó thôi. Mở miệng ra đi, tôi lập tức nhảy vào bụng Côn Bằng. Nhanh chóng xuyên qua dạ dày của Côn Bằng. Trực tiếp đến điểm cuối. Ngay lúc này, tôi sử dụng Sajingan. Hố đen tựa ảnh biến thành thực thể. Xuất hiện, tôi lập tức đưa hố đen đến điểm cuối của dạ dày Côn Bằng. Để nó hút hết thức ăn trong dạ dày của Côn Bằng vào trong. Tôi bước ra khỏi bụng của Côn Bằng. Có chuyện gì vậy? Tại sao không lại đói? Đói hả? Đói rồi thì mau ăn đi thôi. Côn Bằng trực tiếp bay lên không trung. Nó đến bên trên chiến trường. Sau đó mở cái miệng to ra, hút mạnh vào. Tất cả sinh vật biển biến dị đều bị cái miệng lớn của nó hút vào trong. Cái quái gì đây? Mồm nó nào mà to thế? Nếu để nó ăn hết thì chúng ta không xong rồi. Chết tịt, phải dùng con bài tẩy cuối cùng thôi. Tên tướng lĩnh ở quốc nhổ ra hai bong bóng màu xanh đậm. Sau đó lẩm bẩm cái gì đó, như thể đang đọc một câu thần chú vậy. Khi hắn đọc, những chiến sĩ Áo Quốc cùng với sinh vật đột biến trong vòng 100m bay lên không trung. Giữa không trung ngưng tụ ra một bóng người kỳ lạ. Giang Sơn và tôi cũng chú ý đến cái bóng ngưng tụ kỳ lạ đó. Tên tướng lĩnh Áo Quốc đang làm gì vậy? Hắn dường như đang ngưng tụ gì đó. Tôi cảm thấy như một hơi thở rất xấu xa đang ngưng tụ trong không khí. Sắp thức dậy. Đúng lúc này, tên tướng lĩnh Áo Quốc hét lớn. Sự tồn tại vĩ đại và không thể diễn tả. Mười hồng ngoan đạo của ngài đang kêu gọi sự bảo vệ của ngài. Thức dậy từ vực thẳm. Đại nhân vĩ đại, xin ngài hãy thức tỉnh. Những người hồng ngoan đạo sẽ luôn luôn ở bên ngài. Chờ ngài thức tỉnh một lần nữa để thống trị thế giới này. Lời nói vừa dứt, bóng dáng bạch tuộc giữa không trung chậm rãi ngưng tụ, gầm lên một tiếng. Giang Sơn lập tức sợ hãi thất sắc, bởi vì sự xuất hiện của thứ đó làm anh ta sợ hãi. Cái quái gì vậy? Có vẻ là cơ dây cân. Không ngờ cơ dây cân đang ngủ say trong vực thẳm cũng đã tỉnh lại. Hắn đã hiến dâng tất cả chiến binh để ngưng tụ năng lượng, linh hồn trở thành nô lệ của kẻ thống trị cơ dây cân.
Không trách thân thể tên tướng lĩnh ở quốc lại xảy ra biến đổi. Thì ra hắn được Kozeken che chở. Nhưng Kozeken không phải là sinh vật đột biến ở Bắc Âu sao? Tại sao họ lại thông đồng với A quốc? Chẳng lẽ những người Bắc Âu đứng sau chuyện này sao? Chủ nhân vĩ đại xin hãy san bằng đám hoa hạ này. Chúng đang chặn con đường thống trị thế giới của ngài. Quái vật toàn thân tản ra bọt khí kỳ quái. Nơi nào có bọt khí liền sinh ra sự hãi vô cùng cho con người. Ăn mòn ý chí và tinh thần. Những người đầu tiên bị bao phủ bởi bọt khí đột nhiên loạn xạ. Đặc điểm khuôn mặt cực kỳ biến dạng. Họ hét lên điên cuồng. Tiếng gầm gần như điên rồ. Sau đó họ lập tức ngã xuống. Lạ thật. Nó là cái quái gì thế? Sợ hãi. Đây chính là sương mù sợ hãi. Sương mù màu xám kỳ lạ không ngừng tràn ngập theo mọi hướng. Sẽ sớm bị hút vào phòng tuyến của quân đội Trường An. Phải làm sao đây? Nếu bị sương mù này dính phải dù chỉ một chút thì chúng ta xong đời rồi. Không sao đâu. A Khôn, sương mù này rất ngon. Lời vừa dứt, con bằng đang hút sinh vật biến dị trên không trung. Lập tức hai mắt sáng lên bay về phía tôi. Nó mở miệng lớn, vẫy về phía bầu trời, lập tức hút vào. Sương mù sợ hãi bị côn bằng hút hết vào trong bụng của mình. Sau đó thì bị hố đen bên trong nuốt chửng. 3 giây sau, sương mù tàn hết. Kozeken khóc thét, tức giận chạy về phía côn bằng. Trong đồng tử phát ra một tia sáng ác linh. Tia sáng năng lượng rất nhanh bay về phía côn bằng. Côn bằng thấy vậy cũng ngưng tụ một luồng năng lượng cuồng bạo giữa đỉnh đầu. Côn bằng không cản được đòn tấn công. Nó mở to mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ánh sáng ác linh ngày càng gần về phía mình. Từ lúc này xuất hiện trên đỉnh đầu nó, một người một cá liền biến mất tại chỗ. Phan Anh Huynh, anh thực sự là đại ca tốt của iKhôn. Anh bạn, lần này chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. iKhôn sẽ nghe lời của Phan Anh đại ca. Quái vật bạch tuộc phát ra tiếng gầm kỳ lạ. Mấy cái tô trên mặt nó dài ra, phát triển bằng tốc độ mắt thường thấy được. Sau đó nặng nề hướng về phía tôi và iKhôn, điên cuồng tấn công. Tâm tôi khẽ động, lồng không gian lúc này bao phủ toàn bộ tôi và iKhôn. Mấy cái xúc tu của quái vật bạch tuộc đập mạnh vào lồng không gian. Lồng không gian ngay lập tức xuất hiện những vết nứt như thủy tinh. Tôi giải phóng lồng không gian rồi nhảy đi, mang theo iKhôn tốc biến ra sau hơn 100 mét. Sắt đoàn cấp 4 của Nhiên mạnh mẽ, ngay cả lồng không gian cũng không chịu nổi một đòn của nó. Lúc này quái vật bạch tuộc ngay lập tức tấn công, bắn ra 2 tia tử linh. Tôi một lần nữa phải sử dụng tốc biến tránh được đòn chí mạng này. Mặc dù chưa thể tấn công được Kozeken, nhưng tôi vẫn có khả năng né tránh. Tôi đang thử nghiệm, đang quan sát và tìm hiểu nó, xem điểm yếu của quái vật Kozeken này ở đâu, sau đó mới đánh. Tên tướng lĩnh ở quốc nhìn tôi và côn bằng chỉ có thể né tránh mà không phản kháng, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Mấy tên hoa hạ thấp kém này. Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ chiến trường, lập tức khóa chặt tại người Giang Sơn. Tên này có lẽ là chỉ huy của quân đội Trường An. Chỉ cần bắt được hắn, quân đội Trường An coi như phế. Nghĩ đến đây, tên tướng lĩnh ở quốc lập tức biến thành một làn nước, thâm nhập lòng đất, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, nền đất lấp lánh một gợn sóng vô hình. Trong khi đó, Giang Sơn đang chỉ huy chiến đấu đột nhiên nhận ra. Anh ta không chút do dự nhảy về phía sau. Gần như cùng lúc, trong nước đọng đột nhiên ngưng tụ một bóng người. Lưỡi đao nước đột nhiên lộ ra ở vị trí ban đầu của Giang Sơn. Giang Sơn sắc mặt thay đổi, nắm nhìn bóng nước gần như trong suốt kia. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng nước lại bắt đầu chìm xuống, rồi biến mất. Đúng lúc này, 4 thanh kiếm trong suốt điên cùng lao về phía Giang Sơn. Trường thương trong tay Giang Sơn quét đến, bóng nước bắn tung tóe phía sau Giang Sơn, phát ra những tiếng nổ lớn. Tên tướng lĩnh ở quốc chém mạnh xuống, sức mạnh khủng bố giáng mạnh vào cây thương của Giang Sơn. Giang Sơn khó khăn chống đỡ. Mặc dù Giang Sơn đã chống đỡ được đòn khủng bố này, nhưng cả người lúc này lại như một cái đinh, bị đóng mạnh xuống mặt đất sâu hơn 1 mét. Hình ảnh bóng nước tên tướng lĩnh ao quốc dần dần hiện hình thành thực thể. Sau khi triệu hồi quái vật Kozeken, sức mạnh của hắn đã được nâng cấp lên cấp độ sắt đoàn, mà Giang Sơn lúc này chỉ là đồng cấp 9. Khoảng cách về cấp bậc làm cho Giang Sơn khó có thể là đối thủ của tên tướng lĩnh ao quốc. Tên hoa hạ yếu đuối này, chịu thua trước sức mạnh của ta đi. Mau quỳ xuống. Hắn tiếp tục truyền năng lượng vào đòn đánh. Lực lượng khủng bố lại xuyên qua lưỡi nước trong tay giáng xuống trường thương. Thân hình Giang Sơn vẫn cố gắng chống cự, huy động toàn bộ sức mạnh để giữ vững. Đầu gối của quân nhân hoa hạ làm bằng sắt, không thể khuất phục. Cứng rắn lắm. Vậy để ta xem, đầu gối của mấy tên hoa hạ cứng đến mức nào. Lại thêm một lưỡi nước khổng lồ ngưng tụ ra. Lưỡi nước nhanh chóng chém xuống Giang Sơn. Áp lực lên Giang Sơn tăng gấp đôi. Nhanh quỳ xuống đi tên khốn. Nếu không ta sẽ ép ngươi thành bánh thịt. Mở đi, người hoa hạ không giống như các ngươi. Thả chất chứ không làm nô lệ của đám quái vật. Các ngươi mới là đám không có bản lĩnh. Cầm miệng, ta sẽ phanh thầy người già cho hết to mồm. Sức mạnh của tên tướng lĩnh bùng nổ. Nước trong bán kính xung quanh lập tức dâng lên như sóng thần, đè mạnh về phía Giang Sơn. Lúc này Giang Sơn cảm thấy toàn thân khó chịu, da thịt dường như đang bị nghiền nát. Toàn thân xương cốt sắp không chịu được nữa rồi. Để ta ép ngươi thành bánh thịt. Lời nói vừa dứt, cơ thể tan vỡ của Giang Sơn bùng nổ kinh hoàng.
giữa hai lông mày của anh ấy, năng lượng kim loại phát tán ra, áp suất vi mô toàn thân tăng lên, đạo đạo ánh sáng vàng từ toàn thân phun ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Giang Sơn được định hình lại ngay lập tức, toàn thân bộc phát quang mang, như thể mình đồng ra sắc, vô cùng mạnh mẽ. Giang Sơn hét lớn như một vị thần chiến tranh, làm sao có thể lại đột phá sát đoàn trong hoàn cảnh này? Dưới áp lực rất lớn, năng lượng tích lũy trong cơ thể Giang Sơn bị ép đến mức giới hạn, ngay lập tức kích thích tiềm năng trong cơ thể. Giang Sơn đánh ra một quyền, tên tướng lĩnh lập tức bay ra, thân hình của hắn lúc này đã bị thương. Giang Sơn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, không khỏi vui mừng trong lòng, thì ra đây là sức mạnh của sát đoàn. Tâm trí anh ấy khẽ động, trường thương trong tay lập tức được tu sửa lại. Tên khốn, chịu chết đi! Giang Sơn cầm trường thương trong tay đâm mạnh đến, trường thương ngưng tụ một luồng năng lượng mạnh mẽ. Thủy Giang hạ địa, năng lượng nước khắp nơi ngưng tụ. Trước ngực tên tướng lĩnh lúc này ngưng tụ ra một màn chắn màu xanh, chặn trước mặt, cản được một đòn của Giang Sơn. Cầu năng lượng bị nuốt chửng. Khi Giang Sơn tiến đến đánh một kích vào màn chắn đó, màn chắn lập tức tan vỡ. Thân thể của tên tướng lĩnh Ao Quốc cũng biến thành nước mà tiêu tán đi, lặn xuống nước đọng xung quanh. Tên bầu đối Ao Quốc này chạy cũng nhanh thật đấy. Trong khi đó, chiến trường bên này, quái vật bạch tuộc gào thét đầy trời, phóng ra một ánh sáng đen tối kỳ lạ bay thẳng lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, chùm sáng đen kịt này chia thành hàng trăm sợi tơ, che khuất bầu trời trước mắt, nhanh chóng lao đến bao phủ Côn Bằng trong đó. Phan Anh đại ca, a không sợ bóng tối? Tôi béo như mày mà sợ bóng tối nghe vẻ không thích hợp lắm. Lúc này, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bốn phía. Con người ngu ngốc, chào mừng đến với ABC. Ở đây các giác quan của ngươi sẽ hoàn toàn mất đi, làm ngươi run rẩy sợ hãi. Hãy sợ hãi dưới chân chúa tể vĩ đại của vực thẳm đi. Lời nói vừa dứt thì nó liền tấn công từ trong bóng tối. Tôi nhanh chóng quay đầu, lưỡi dao ánh sáng trong tay liền động. Một tia sáng chói lọi lóe lên, con quái vật bạch tuộc hét lên một cách đau đớn. Một cái xúc tu trực tiếp bị chém rơi. 3 giây sau, xúc tu lập tức biến thành cho tàn. Sao có thể? Các giác quan của ngươi vẫn hoạt động được. Xin lỗi, bóng tối là nhà của tao. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tao vẫn đập vào mồm mày được. Có sao Jingan? ABC của con quái vật này dường như không có hiệu quả với tôi. Cái to lắm, vậy để ta xem. Ngươi còn cái được nữa không? Sau đó nó trở lại trong bóng tối. Con quái vật bắt đầu tận dụng bóng tối lướt tới tấn công tôi, không ngừng thay đổi góc độ tấn công. Nhưng trong mắt tôi lại có thể nhìn thấy quỹ đạo tấn công một cách rõ ràng. Mệt vãi cả biểu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút vậy. Con người khốn khít, ta không tin người có thể né mãi được. Quái vật gầm lên. Tên con người nhỏ bé, ta là vua của biển sâu, ta muốn lấy đi linh hồn của ngươi. Lời vừa dứt, con quái vật lập tức há miệng, phun ra một làn sương đen kỳ lạ bao quanh cơ thể. Con mắt bất ngờ bắn ra năng lượng đen quỷ dị. Cơ hội đến rồi. A Khôn, lên nào. Dựa trên nhiều lần thăm dò và quan sát lâu dài, con quái vật bạch tuộc mỗi lần bắn ra năng lượng linh hồn, nó sẽ phun ra xương đen để bảo vệ bản thân. Tôi tốc biến đến phía sau con quái vật. Nó nhanh chóng xoay người lại, định đánh cái xúc tu về phía tôi. Thỏ nhỏ lập tức thò đầu ra sử dụng ngưng tụ thời gian. Hai tay nó động đậy. Thời gian đứng yên, cầu dây cần sợ hãi, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu xí. Lòng bàn tay tôi ngưng tụ một cổ cầu ánh sáng ba màu, bên ngoài là một tầng năng lượng không gian hư vô, bên trong là sức mạnh của ánh sáng thánh quang xoay quanh năng lượng sấm sét ở giữa. Sức mạnh của ánh sáng và sức mạnh của sấm sét khác nhau, cho nên khi kết hợp lại sẽ tạo ra sức mạnh hủy diệt rất khủng khiếp. Tại trung tâm của lực lượng hủy diệt, tạo ra một vòng năng lượng hỗn loạn. Tay tôi nâng cổ cầu ánh sáng ba màu, chụp mạnh vào đầu con quái vật bạch tuộc. Cơ thể con quái vật không chịu được mà vặn vẹo, từng chút một biến thành màn vỡ, bị cuốn vào của cầu ánh sáng ba màu. Không ngờ ngươi lại mạnh đến như vậy. Của cầu ánh sáng ba màu nhanh chóng co lại, kích thước dần dần nén lại, rồi đột nhiên nổ tung. Không gian rộng 50m lập tức biến thành tro tàn. Sau đó xuất hiện một vết nứt không gian màu đen. Sức mạnh không gian cùng bạo xuất hiện, những thứ đứt gãy của quái vật biến dị lập tức bị hút vào trong. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Cho dù chính mình đã đột phá đến sát đoàn, nhưng lực lượng này làm cho Giang Sơn tê dại. Chỉ trong chốc lát, vết nứt không gian biến mất, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Và giữa chiến trường là một khoảng trống lớn. Cảnh tượng kinh dị bất ngờ này thậm chí làm cho toàn bộ chiến trường chiến đấu đều dừng lại. Những sinh vật biển biến dị lúc này chạy trốn từ phương tám hướng, đang muốn rút lui. Chúng cảm nhận được sự tồn tại của quái vật bạch tuộc đã biến mất, bọn chúng không có ai chống lưng nữa, sợ hãi chạy trốn. Giang Sơn ngơ ngác nhìn vết nứt không gian biến mất. Phan Anh huynh đệ đâu rồi? Chẳng lẽ bị lực lượng tàn khốc vừa rồi? Giang Sơn đại ca, anh tìm tôi? Giang Sơn sửng sốt, xoay đầu lại, chỉ thấy tôi đeo mặt nạ Tu La, đang ngồi trên đỉnh đầu của Côn Bằng. Anh không sao là được rồi.
tên tướng lính ở quốc đâu? Chắc dùng thủ thuật để trốn thoát rồi. Lần này cũng thật mà may mắn quá. Dưới áp lực của tên tướng lĩnh ở quốc, tôi đã đột phá sát đoàn. Chúc mừng, sau này quân đội có cấp bậc sát đoàn tọa trấn. Đáng tiếc là đã để tên tướng lĩnh ở quốc trốn thoát. Yên tâm, hắn không thoát được đâu. Lời nói vừa dứt, Bạch Linh liền đi tới với một nhóm người. Bạch Linh đến trước mặt tôi, quay đầu ra hiệu. Lục Ly ném người trong tay ra trước mặt tôi và Giang Sơn. Cái này, tên tướng lĩnh ở quốc này dùng một bí thuật để trốn thoát, bị Bạch Linh đại nhân tác cho một phát liền hiện nguyên hình. Hiện tại thực lực đã bị tụt xuống cấp đồng 4 rồi. Phế rồi, thật lợi hại. Người đàn ông run rẩy ngẩng đầu lên. Đúng là tên tướng lĩnh ở quốc, một trong những thủ phạm phát động cuộc chiến tranh xâm lược này. Tuyệt vời, lần này chúng ta giữ được Trường An rồi. Bạch Linh, làm rất tốt. Giang Sơn đại ca, trận chiến này mặc dù chúng ta đã thắng, nhưng kiểm soát thế lực ở hậu trường không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Bọn chúng đã phản bội loài người, sẵn sàng trở thành nô lệ của quái vật vực thẳm. Bọn họ chắc chắn sẽ trở lại. Không chỉ vậy, quái vật vực thẳm này là ở Bắc Âu. Sinh vật bí ẩn đằng đó sao lại xuất hiện ở đây được? Cho nên họ còn thông đồng với cả người nước ngoài nữa. Ý anh là, đằng sau hậu trường là Bắc Âu đang đẩy dốc? Rất có thể, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi. Tin tức này rất có giá trị. Tôi sẽ lập tức báo cáo cho trụ sở chính. Tôi vẫy tay với Bạch Linh. Bạch Linh thấy vậy trực tiếp nhảy lên. Giang Sơn đại ca, tôi sẽ về trước. À Khôn, đi thôi. Côn Bằng đưa tôi và Bạch Linh ra khỏi chiến trường. Lục Ly cùng những người còn lại tiếp tục tìm kiếm, điều tra xung quanh. Trong khi đó, trong một hang động trên Tử Cấm Chi đỉnh, Lâm Tử Nghiệp đang thao tác quan trọng trong ống nghiệm. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ phấn khích. Sau 3 ngày mồng 3 đêm thử nghiệm, cuối cùng cũng đến bước cuối cùng. Chỉ cần bước này không có vấn đề gì, thuốc ngũ cốc quân sự tự chế tạo sẽ hoàn toàn thành công. Viên thuốc quân sự này không chỉ có thể giảm thiểu khả năng đói, hơn nữa cũng có thể điều chỉnh chức năng cơ thể con người đến trạng thái tốt nhất, duy trì trạng thái cực kỳ phấn khích trong 3 giờ. Như vậy, có thể kích phát sức mạnh của các thành viên căn cứ. Chỉ cần thuốc ngũ cốc quân sự được phát triển thành công, Phan Anh lão đại nhất định sẽ cho ta trở về căn cứ. Không cần phải sống ở đây với bầy khỉ nữa. Cuộc sống như này của thật vô cùng nhàm chán. Lâm Tử Nghiệp vẻ mặt bi phẫn cầm lên một cái ống nghiệm màu đỏ tươi. Sau đó liền đổ nó hòa trộn cùng với ống nghiệm màu xanh. Thuốc màu đỏ trộn lẫn với thuốc màu xanh, trở thành một màu kỳ lạ. Thành công rồi, ta thành công rồi. Bình xịt khói, đổ đầy hang động. Lâm Tử Nghiệp lao ra khỏi làn khói dày đặc. Không xong, lại thất bại rồi. Làn khói dày đặc đã bị những con khỉ trong hang hít vào. Những con khỉ lập tức hai mắt đỏ ngầu, trở nên hưng phấn, một khuôn mặt của sự phấn khích, nhảy lên nhảy xuống. Tình huống này là gì? Mặc dù nó đã không còn độc hại nữa, nhưng King Kong và nhóm khỉ rõ ràng là dính thuốc rồi. King Kong đột nhiên hét lên, mang theo đám khỉ hưng phấn xông xuống núi. Chúng như một lũ khỉ hoang dã vào làng. Bỏ mẹ rồi, sẽ không làm gì gây ra chuyện đấy chứ. Nếu bọn King Kong làm vậy, thì ngay cả muốn sống trong hang cũng không được nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Nghiệp lập tức chạy theo đám King Kong. Anh ta phải chắc chắn đám King Kong không gây ra chuyện gì, còn làm báo cáo. Trong khi đó, một đám người đang chật vật chạy trốn trong rừng núi. Lại một tên tướng lĩnh ở quốc, thành viên thứ 5 của Nguyên Lão. Hắn cải trang thành một chiến binh bình thường, ẩn trong lực lượng phòng vệ. Hắn ở đây để giám sát tên tướng lĩnh vừa rồi, nhưng không ngờ lần ngụy trang này lại cứu mạng hắn. Tên khốn Phan Anh, hắn 5 lần 7 lượt phá hoại kế hoạch của đế quốc chúng ta. Sau này khi chúng ta tìm thấy bóng ma, nhất định phải loại bỏ tên Phan Anh này. Đúng lúc này, phía trước rừng cây phát ra âm thanh của đám khỉ. Tên tướng lĩnh bất ngờ vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một con khỉ khổng lồ mang theo một bầy khỉ đột nhiên chạy đến. Đám khỉ dữ dội trực tiếp kéo tên tướng lĩnh vào bụi cây, tần cho một trận. Cái đệch, bọn khỉ đột này ở đâu ra vậy? Tên tướng lĩnh ở quốc muốn chạy trốn, nhưng lại bị King Kong kéo vào đập tiếp. Cái lề gì thốn? 3 tiếng sau, King Kong cùng bầy khỉ vẻ mặt hài lòng rời đi. Không ngờ chúng ta lại bị lũ khỉ thông đít. Sau này làm gì? Khỉ hoa hạ này thật đáng ghét. Các chiến binh theo ta, ngay khi chúng ta tìm thấy bóng ma, nhất định phải đem nhóm khỉ hoa hạ đáng ghét này cắt thành bùn nhão. Phải, chỉ cần tìm thấy bóng ma, cắt lũ khỉ hoa hạ thành thịt nghiền. Tên tướng lĩnh ở quốc rời khỏi đó. Tử Cấm Chi đỉnh lúc này, tôi mang theo Côn Bằng vào trong nội thành. Sự xuất hiện của Côn Bằng lập tức dẫn tất cả thành viên ra ngoài tham quan. Con cá lớn này là do sếp bắt về sao? Tất nhiên rồi, anh không thấy nó ngoan ngoãn thế kia à? Chắc là sếp bắt về để cải thiện thức ăn cho mọi người, đúng không? Đúng đúng, nhất định là thế. Một con cá lớn như vậy, cả căn cứ ăn cũng chẳng hết được. Côn Bằng phát hiện đám người ra nghênh đón, thì ánh mắt của nó lập tức trở nên lửa nóng. Phan Anh đại ca, con người ở đây rất nhiệt tình với A Khôn. Đương nhiên rồi, nhưng có một vấn đề khiến tôi băn khoăn. Một con cá lớn như vậy thì nên để ở đâu? Nghĩ vậy, tôi gọi cho Vương Hạo. Vương Hạo đang bận củng cố công sự, nghe tôi gọi thì ngay lập tức chạy đến. Phan Anh, mới câu được con cá to thế. Đúng vậy, câu về rồi mới phát hiện không có chỗ để nuôi nó. Tôi đã nói sẽ xây một cái ao cá ở sân sau mà. Yên tâm đi, một cái ao lớn đã được đào ở phía sau. Bây giờ trời đang mưa tầm tã,
lát nữa là sẽ đầy nước thôi. Được rồi, thế thì làm đi. Vương Hạo mang theo hai tiểu đệ dị năng hệ thủ ra sân sau đào ao cá. Á Khôn, mày chờ ở đây một lát nhé, tao sẽ đi đào cho mày một cái ao. Á Khôn sẽ ngoan ngoãn chơi trong sân. Đến tầng 2 biệt thự, tôi lôi con thỏ ra. Tiểu thỏ trắng, hôm nay mày đã có công lớn. Tiểu Song, làm một nồi lẩu để chúng ta ăn nào. Được thôi chủ nhân, gọi mọi người về đi, cùng nhau ăn một bữa ăn ngon và thư giãn. Cao Thuận, Thủy Tiên, Chinh Phục và Triệu Tiêu Giao đều đến. Ngay cả Lâm Tử Nghiệp ngửi thấy mùi lẩu cũng đến. Tiểu tử cậu lại gặp rắc rối gì hả? Không có, lần này thật sự không có. Chủ nhân, có cần tôi gọi Vương Hạo về ăn cùng luôn không? Không cần, để anh ấy đi đào ao cá đi, đừng trì hoãn công việc. Lúc này điện thoại bảo mật đổ chuông. Là Giang Sơn gọi. Giang Sơn đại ca, cùng ăn lẩu nào. Còn ăn lẩu gì nữa? Phan Anh huynh đệ, có tin tức muốn cho anh biết đây. Nói đi, là như này. Do ảnh hưởng của cơn huyết bão, ba thành phố gần Trường An nhất đã bị phá hủy bởi cơn bão. Cho nên Nguyên lão ra lệnh, hãy để những người sống sót ở ba thành phố này chuyển đến sống ở Trường An. À, vậy cũng được mà. Dù sao cũng có rất nhiều tòa nhà trống ở Trường An. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì có lẽ đã không có vấn đề gì rồi. Chuyện thế này, nhân viên di rời lần này được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là của quân đội. Đội này thì dễ, chỉ cần ra mệnh lệnh là họ sẽ nghe theo. Nhưng còn một phần nữa, là thành viên căn cứ của ba thành phố lớn. Những người này trước đây đều là tồn tại thống trị ở các thành phố khác nhau. Bây giờ đến Trường An, họ sẽ sẵn sàng hạ bệ người khác. Giang Sơn đại ca, tôi hiểu rồi. Anh yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn thôi. Có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, ngày mai, đại diện của ba thành phố lớn sẽ đến Trường An để thảo luận việc di rời. Nói là đại diện, thực ra đều là thủ lĩnh của các căn cứ lớn. Nói là thương lượng, thật ra chính là đến thăm dò thực lực của thành Trường An ta. Đến lúc đó anh sẽ biết phải làm gì chứ. Hiểu rồi. Đúng rồi, ba thành phố nào vậy? Phong Châu, Truyền Thống, Thiệu Dương. Được, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại. Tôi nhìn trời mưa ngoài cửa sổ. Các thủ lĩnh lớn của ba thành phố đều muốn đến thành Trường An. Lần này Trường An lại muốn náo nhiệt rồi. Chủ nhân, có chuyện gì vui vậy? Tôi thấy anh rất vui. Tất nhiên rồi, Trường An sẽ sớm náo nhiệt một trận thôi. Chỉ là xem bọn họ đấu đá thế nào. Cũng không biết huyết bão này khi nào mới kết thúc nhỉ. Chợ đen đã lâu không mở cửa. Tôi đã kiểm tra rồi, cơn huyết bão này còn phải kéo dài nửa tháng nữa. Chuyện chợ đen nên chậm lại thì hơn. Thủy Tiên, khoảng thời gian này cô cũng vất vả rồi, tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt. Đúng vậy đó Thủy Tiên, chúng ta có thể chơi mặt trược, chơi bài hay gì đó. Hơn nữa chủ nhân còn có rất nhiều trò chơi hay ho. Chúng ta có thể chơi cùng nhau. Em lại chơi trò gì với anh ta thế? Đáng ghét, không nói nữa. Trong khi đó, Triệu Tiêu Dao đang nhìn chằm chằm, tập trung nhìn chằm chằm vào nồi lẩu. Triệu huynh làm gì vậy? Trông nghiêm túc thế. Tiêu Dao huynh đệ chắc là nhìn thấy đại tài. Hiểu biết cao, nhìn huynh ấy chắc là đã ngộ ra cái gì từ nồi lẩu rồi. Sắp đến cấp độ tiếp theo. Lúc này mọi người đừng làm phiền anh ấy. Cái gì? Lợi hại như vậy sao? Lần đầu tôi thấy nhìn đồ ăn mà cũng có thể ngộ để đột phá cấp độ đấy. Trong lúc nhất thời mọi người đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm Triệu Tiêu Dao. Đúng lúc này, trong nồi lẩu cuồn cuộn nổi lên mấy miếng thịt bò. Triệu Tiêu Dao trước mắt sáng lên, chiếc đũa trong tay nhanh chóng kẹp miếng thịt. Thịt chín rồi, tưởng là đột phá, thì ra là tia thịt. Trời má, tưởng là chiêu thức gì chứ. Trong mắt của Triệu Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện một chút đoạt kiếm quang, nguyên tố kim loại ở mọi hướng đột nhiên đổ vào đầu Triệu Tiêu Dao. Sức mạnh khủng bố đang gia tăng, kiếm phong năng lượng tiêu diêu ở phía sau anh ta như mặt trời mọc, kiếm quang tập kích tám phương. Anh Triệu, không đến mức đó chứ, chỉ là cướp thịt lúc ăn lẩu thôi mà, không cần dùng vũ lực. Cái gì? Tiêu Dao đây là đột phá ư? Đột phá ư? Ăn lẩu thôi mà cũng đột phá được ư? Các nguyên tố kim loại tích tụ trong cơ thể, thay đổi định lượng tạo ra thay đổi định tính, lúc này mới đột phá đến sát đoàn. Nói chung, có hai cách để đột phá. Thứ nhất, giống như tôi, trực tiếp hấp thụ tinh thể năng lượng biến đổi, cải thiện chất lượng và độ tinh khiết của các yếu tố. Thứ hai là giống như Giang Sơn và Triệu Tiêu Dao, dựa vào số lượng lớn các nguyên tố để tạo ra sự thay đổi định tính. Không có sự khác biệt giữa hai phương pháp đột phá, chỉ là cái thứ nhất nhanh hơn. Loại thứ hai thì con người ta phải rơi vào trạng thái nào đó để đột phá. Thông qua con đường thứ hai thì sẽ vất vả hơn. Thông khoái, thông khoái. Trong lòng tôi cũng rất vui. Như thế này, Tử Cấm Chi Đỉnh lại thêm một tên cấp bậc sát đoàn. Xem ra, nhìn lại mấy người đều đột phá sát đoàn rồi. Còn mấy người vẫn ở cấp đồng, tôi cũng có muốn thế đâu sếp. Tôi đây là giống lai giữa hệ triệu hồi và hệ bói toán, rất khó để thăng cấp. Chinh Phục và Tử Nghiệp, hai người cũng đồng ý phải không? Không sao, bây giờ những người thức tỉnh dưới sát đoàn, tôi có thể kiểm soát. Sức chiến đấu này của tôi cũng có thể so sánh với sát đoàn. Vãi, Chinh Phục lợi hại như vậy sao? Vậy nhất định phải nhanh chóng tu luyện mới được. Nếu đã như vậy, Tử Nghiệp tôi cũng phải cố gắng rồi. Nếu không thể đột nhập vào sát đoàn, chắc chắn không ra khỏi cửa. Nhìn cậu ta kìa, bây giờ tôi chỉ có cấp 8 nhưng không sao. Những người bị thương đều phải tìm đến tôi điều trị đấy thôi.
cấp 8 thì trị liệu tàn bạo gấp 8 lần. Nay thì ai còn dám tìm cô trị liệu? Thủy Tiên, mạo muội hỏi cô một câu. Lần cuối có người đến chữa trị chỗ cô là khi nào? Lần điều trị cuối cùng vẫn là lần trước đó thôi. Được rồi, ăn trước đi. Ăn cơm xong thì nhanh tay tu luyện. Ăn xong nồi lẩu, tôi đến phòng tu luyện. Tâm niệm hơi động, một viên tinh thạch kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trong viên đá này có một con quái vật vực thẳm nhỏ đang gầm rú. Xung quanh phát ra xương đen kỳ lạ. Tinh thể này là tôi lấy được từ đầu con quái vật cơ dê cần trước đó. Nhưng viên tinh thể này thật kỳ lạ. Không giống như bất kỳ tinh thể thức tỉnh hay tinh thể đột biến nào. Tôi cũng không biết viên tinh thể này là cái gì. Mà điều tôi quan tâm hơn là quái vật vực thẳm nói trước khi chết. Hỗn độn chi lực là cái gì? Có phải là khi tôi hợp nhất của cầu ánh sáng ba màu không? Tạo ra một chút sức mạnh khủng khiếp vô tình. Nghĩ đến đây, tôi lại bị hấp dẫn. Nhưng tụ ra một cổ cầu kết hợp giữa ba năng lượng mà tôi đang có. Một lực lượng bá đạo khủng bố lập tức ngưng tụ ra. Tôi nhìn quả bóng ánh sáng ba màu. Có một tia hỗn độn chi lực phát sinh ra từ ba nguồn năng lượng. Thì ra trên thế giới này thực sự có hỗn độn chi lực. Nó dường như vượt ra khỏi hệ nguyên tố, hệ siêu năng lực và cả hệ cơ thể. Giống như một loại trong bóng tối. Sức mạnh tối cao không thể tách rời. Nhưng đáng tiếc, hiện tại sức mạnh của tôi đơn giản là không thể nắm giữ sức mạnh nguy hiểm như vậy. Tôi chỉ vô tình tạo ra được một tia hỗn độn chi lực nhỏ mà thôi. Vậy mà đã gần như rút hết năng lượng toàn bộ cơ thể rồi. Dùng của cầu ba màu này để tiêu diệt cơ dây cân cũng không ngờ lại thành niềm vui bất ngờ như vậy. Hơn nữa cho dù tạo ra hỗn độn chi lực cũng không thể lưu trữ, không thể sử dụng. Đúng lúc này, hỗn độn chi lực nhanh chóng phun ra từ của cầu ánh sáng ba màu, du nhập vào viên tinh thể kỳ lạ. Viên tinh thể kỳ lạ lập tức bay trên không trung, trì hoãn sự vùng vẫy của con quái vật bên trong viên tinh thể. Sau đó nó lập tức xé nát con quái vật bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, màu sắc của tinh thể này ngày càng dày hơn, trực tiếp chuyển thành màu đen. Lúc này tôi đang nhìn chằm chằm viên tinh thể, trong lòng không khỏi hiện lên một chút sợ hãi sâu sắc. Nhưng tôi lại cảm thấy viên tinh thể kỳ lạ này đang kêu gọi tôi. Trong bóng tối dường như đang triệu hồi linh hồn của bản thân tôi. Tôi đưa tay ra vuốt ve viên tinh thể đen này. Tinh thạch đen kịt đột nhiên biến thành một luồng năng lượng thuần khiết đi vào trong mi tâm tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên, trực tiếp bước vào thất hải của mình. Lúc này thất hải của tôi đã bị năng lượng bóng tối bao phủ, trong đó tối đen. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn ngôi sao băng xuyên qua bầu trời tối đen. Ngôi sao băng đầu tiên là màu tím, giải phóng sức mạnh của sấm sét. Sao băng thứ hai màu vàng, giải phóng sức mạnh ánh sáng. Ngôi sao băng thứ ba có màu xanh, giải phóng sức mạnh hồi phục. Ngôi sao thứ tư là hư vô, biến động không gian. Bốn ngôi sao băng màu sắc bất ngờ tụ lại từ bốn hướng trên bầu trời, bao quanh một ấn chú màu máu, tạo ra hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ là dị năng hỗn độn? Tôi lập tức vui mừng, chính mình lại có dị năng thứ năm là hỗn độn chi lực. Hơn nữa hỗn độn chi lực là dị năng chính, bốn hệ còn lại đều là hệ phụ trợ. Nhưng hỗn độn chi lực chưa hoàn chỉnh, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, phải liên tục thu thập các dị năng khác để hoàn toàn mở ra hỗn độn chi lực mới được. Tôi thoát khỏi thất hải, hít một hơi thật dài. Xem ra phải tăng tốc độ tu luyện mới được, cố gắng sớm sản sinh thêm hỗn độn chi lực. Tiểu thỏ trắng thấy tôi gọi, con thỏ nhỏ cầm chai rượu nhảy tới, nhanh sử dụng ngưng tụ thời gian. Tốc độ dòng chảy thời gian lập tức tăng gấp 3 lần, bao phủ tôi trong đó. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra. Sau một đêm tu luyện, hệ hồi phục đã đạt đến cấp 6. Nhưng muốn hỗn độn chi lực hoàn chỉnh sinh ra, tôi phải để hệ hồi phục đột phá sát đoàn càng sớm càng tốt, cân bằng sức mạnh của bốn hệ dị năng. Như vậy mới có thể nhanh chóng để cho hỗn độn chi lực nhanh chóng sản sinh. Tôi đứng dậy đi lên tầng 2. Chủ nhân, bữa tiệc hôm nay chuẩn bị cho các thủ lĩnh căn cứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này bộ đàm truyền đến tiếng nói. Sếp, đã đến lúc đi gặp thủ lĩnh của ba thành phố lớn. Tôi là thủ lĩnh của các căn cứ lớn ở Trường An, sao tôi lại phải đi đón bọn họ cơ chứ? Nói với mấy con chó đó, muốn đến Trường An của tôi thì ngoan ngoãn đến đây cầu xin tôi. Cổng thành Trường An, mưa như chút nước. Ở đây đã đậu rất nhiều xe, có cả xe quân đội và xe của địa phương. Giang Sơn và các thủ lĩnh của các căn cứ lớn ở Trường An đang ngồi chờ trong xe. Lúc này, một chiếc xe từ phía sau chạy tới, dừng lại bên cạnh xe quân đội. Cửa xe mở ra, Trần Phàm bước xuống, lên xe cảnh sát. Chào Tổng giáo quan. Tổng giáo quan, sếp chúng tôi nói ông ấy anh đến. Không đến à? Là sao vậy? Sếp nói những kẻ đến đây đều là lũ chó nhà có tang, muốn ở lại Trường An thì ngoan ngoãn đến cầu xin anh ấy cho ăn. Rất bản lĩnh, cũng khá thú vị. Mình là muốn để Phan Anh thể hiện chút khí thế, ép các kẻ ngoại lai một chút. Không ngờ Phan Anh trực tiếp cưỡi lên đầu bọn họ. Nói với Phan Anh, tôi chỉ quản chuyện quân đội, những việc khác đều do anh ấy quyết định. Nửa tiếng sau, một đoàn xe từ xa lái về phía Trường An. Phía trước là toàn xe bọc thép, trên xe gắn súng máy hạng nặng, trông rất uy phong. Xe phía sau là xe của địa phương. Đến rồi, lúc này xe bọc thép phía trước dừng lại. Ba sĩ quan quân đội bước xuống xe, họ là chỉ huy cao nhất của ba thành lớn. Tuy rằng xét về cấp bậc, họ ngang hàng với Giang Sơn, nhưng họ đều có thực lực đồng cấp 9. Chỉ có Giang Sơn là sát đoàn, mà quân đội Hoa Hạ vốn sùng võ, họ rất ngưỡng mộ Giang Sơn. Các
Nhanh cuối cùng cũng đến rồi. Hoan nghênh. Từ nay trong bộ quân sự có người uống rượu với tôi rồi. Giang đại ca, hôm nay chúng tôi nhất định phải uống cho anh gục xuống. Ai gục xuống thì chưa biết được. Đi thôi, dẫn các anh em đến khu ẩn. Đã dọn dẹp chỗ ở cho các anh rồi. Nói xong, mấy người lên xe của Giang Sơn. Đúng rồi, Giang Sơn đại ca. Nghe nói ở Trường An các anh xuất hiện một tu la. Không những thực lực mạnh mẽ, hạ gục thủ lĩnh sát sống trong nháy mắt, mà còn được nguyên lão đệ nhất tự mình phong là anh hùng hòa hạ. Nhân vật lợi hại như vậy, chúng tôi cũng muốn gặp một lần. Đúng, Giang Sơn đại ca. Tu la đang ở đâu? Chúng tôi muốn gặp. Không vội, đợi các anh ổn định chỗ ở trước đã. Không khác tôi sẽ bảo anh ta đến. Chúng ta cùng nhau uống rượu. Tuyệt quá. Vậy chúng ta xuất phát về doanh trại thôi. Giang đại ca, vậy mấy thủ lĩnh căn cứ địa phương kia thì sao? Để họ tự giải quyết đi. Đã là người lớn rồi, chúng ta còn cho họ ăn nữa à? Đúng là mấy thủ lĩnh đó không phải dạng vừa đâu. Cứ để họ tự đi làm ồn ào đi, chúng ta cũng đỡ phải bận tâm. Quay về doanh trại, xe quân đội có trật tự lái về Trường An. Đồng thời, ở Phong Châu, Tuyền Thành, xe của các thủ lĩnh căn cứ ba thành phố lớn cũng đã đi đến cổng thành. Triệu Thương Lan và những người khác cũng xuống xe, đứng chờ ở cổng thành. Giờ đây, dưới sự điều giáo của tôi, các thủ lĩnh căn cứ lớn ở Trường An đều rất ngoan ngoãn. Triệu Thương Lan là người ngoan nhất, nên anh ta là đại diện của các thủ lĩnh lớn. Các thủ lĩnh của ba thành phố lớn lần lượt xuống xe, đi về phía cổng thành. Các vị thủ lĩnh, đường xa vất vả rồi. Tôi tên là Tưởng Tráng, anh chính là minh chủ của các thủ lĩnh căn cứ Trường An. Ấy, anh nhầm rồi. Minh chủ của chúng tôi ở Trường An là Phan Anh đại nhân. Phan Anh đâu rồi? Sao không đến đón tiếp chúng tôi? Lúc này Trần Phàm bước đến. Xe chúng tôi bảo các anh đến căn cứ gặp anh ấy. Hỗn xược, thật là phách lối. Lại bảo các thủ lĩnh ba thành phố lớn như chúng tôi đến tìm hắn. Xét chúng tôi nói, các anh có thể không đến gặp anh ấy, nhưng sẽ nhà ai về nhà người nấy. Sao cơ, về à? Tưởng Tráng quay lại nhìn hai người bên cạnh. Người bên phải tên Lưu Hạo Nhiên, là minh chủ của thủ lĩnh căn cứ Phong Châu. Người bên trái tên Đường Tứ, cũng là minh chủ của thủ lĩnh căn cứ Tuyền Thành. Đã được thủ lĩnh Phan Anh nhiệt tình mời như vậy, chúng ta cũng đến một chuyến xem sao. Anh thật sự muốn đi à? Chúng ta đến Trường An chắc chắn phải xây dựng lại căn cứ. Mà xây dựng lại căn cứ, đâu bằng trực tiếp cướp lấy một căn cứ cho sảng khoái. Phan Anh là minh chủ các căn cứ ở Trường An, vậy căn cứ của anh ta tự nhiên là căn cứ tốt nhất. Anh hiểu mà. Đúng vậy, Lưu huynh của Nhiên có tầm nhìn. Đi, ta đến gặp Phan Anh. Mời các vị đi theo xe của tôi. Nói xong anh ta quay đầu lên xe, phóng đi. Tưởng Tráng và những người khác cũng lập tức lên xe đuổi theo. Mấy người có nghe không? Mấy người này thậm chí còn muốn cướp căn cứ của Phan Anh lão đại. Lại là một lũ cầm đèn trong nhà xí tìm chỗ chớp. Chúng ta cũng đến xem thôi, có cho hay để xem rồi. Ngay lập tức, hai nhóm người ùn ùn kéo đến từ Cấm Chi Đỉnh. Cùng lúc đó, tôi đang nằm trên ghế trước cửa sổ tầng 2 của biệt thự ngắm mưa. Chủ nhân, địa điểm tiệc đã chuẩn bị xong rồi. A Khôn đã thả vào bể bơi sau nhà rồi chứ? Đã thả. Thế Béo đâu? Béo à, nó nói muốn đi chơi với thỏ. Sau đó thì không thấy đâu nữa. Chơi với thỏ cơ à? Bạch Linh, nhanh tìm Béo về đây. Tuân lệnh chủ nhân. Một phút sau, Bạch Linh ngậm Béo trong miệng đi tới. Béo lắc lư trong miệng Bạch Linh, trong lòng còn ôm chú thỏ con trắng muốt. Chú thỏ con dường như đã say rồi, mặt đỏ bừng. Béo, mày có phải đã làm hại thỏ con rồi không? Không có, không có. Chủ nhân, Béo vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ. Ngây thơ cái đầu mày. Ngây thơ quần què, đồ chuột nhất ra đời. Bạch Linh, phạt đánh vào mông. Vừa dứt lời, Bạch Linh dùng chân trái giữ Béo, chân phải trực tiếp đánh vào mông Béo. Chủ nhân, Béo oan uổng quá. Tối qua bọn tôi uống rượu với nhau, sau đó cả hai đều say. Tỉnh dậy thì đã thành ra thế này rồi. Thằng nhóc này rõ ràng là lợi dụng lúc thỏ con say, rồi thừa cơ làm bệnh. Thật sự không phải mà. Chủ nhân, nếu anh không tin thì cứ gọi thỏ con dậy mà xem. Bọn tôi thật sự chỉ say thôi. Béo, mày thật lòng nói cho tao biết, rốt cuộc mày có phải lợi dụng cơ hội mà làm bậy với thỏ con không? Nếu mày thật sự lợi dụng lúc nó say, bây giờ nhân lúc thỏ con chưa tỉnh, chúng ta nhanh chóng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Béo nghe xong liền chớp chớp đôi mắt đen láy. Chủ nhân của Nhiên là kinh nghiệm phong phú, tôi chỉ say quá mà mất kiểm soát mà thôi. Tôi thật sự chẳng biết gì hết. Chóng mặt quá, tôi say rồi. Béo trực tiếp nằm vật ra sàn. Tên Béo này. Tiểu Song, đi dọn dẹp một căn phòng nhỏ để làm phòng tân hôn cho Béo và thỏ con. Cái tên Béo này, không chịu trách nhiệm là không được. Lúc này, máy bộ đàm vang lên tiếng gọi. Sếp, phó đường chủ đã dẫn lãnh đạo ba thành phố lớn vào căn cứ rồi. Cháu vui đến rồi đấy. Bảo họ đợi tôi ở sảnh tiệc. Đã rõ, cùng lúc đó, xe của căn cứ chở theo thủ lĩnh ba thành phố lớn đã đến Tử Cấm Chi Đỉnh, đi một đoạn vào căn cứ. Tưởng Trạng và những người khác nhìn kiến trúc và công sự phòng thủ của Tử Cấm Chi Đỉnh, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trong ánh mắt họ đảo qua đây đó, toát lên vẻ tham lam sâu sắc. Nếu có thể chiếm được Tử Cấm Chi Đỉnh này, thì việc thống trị Trường An chỉ còn trong gang tấc. Ngay sau đó anh ta lại liếc nhìn một cách cẩn thận Lưu Hạo Vũ và Đường Tứ bên cạnh. Hai người này sợ rằng sẽ là trở ngại lớn nhất trong việc ta cướp Tử Cấm Chi Đỉnh, đặc biệt là Đường Tứ. Và cùng lúc đó, Lưu Hạo Vũ cũng đang liếc mắt đánh giá Tưởng Trạng.
trong lòng tính toán mưu kế riêng. Con đường Từ Tuy có vẻ thản nhiên, nhắm hờ mắt lại, nhưng ai cũng biết ba người lúc này đều đã có tính toán riêng. Đoàn xe dừng lại ở nội thành, mọi người xuống xe đi bộ vào nội thành. Trần Phàm dẫn Tưởng Trạm và những người khác vào nội thành, sau đó đến sảnh đại tiệc. Cái sảnh lớn này thật ra vẫn chưa hoàn thành, đó là sảnh tầng 1 của tòa nhà đấu giá 9 tầng. Bây giờ tuy chỉ mới xây được 4 tầng, nhưng sảnh tầng 1 đã có thể đưa vào sử dụng. Thủ lĩnh các căn cứ ở Trường An xin mời ngồi bên trái. Thủ lĩnh các căn cứ 3 thành lớn xin mời ngồi bên phải. Từ xưa đến nay, bên trái luôn được tôn trọng, để thủ lĩnh các căn cứ Trường An ngồi bên trái. Đúng là đang phô trương thanh thế, nhưng Tưởng Trạm, Lưu Hạo Vũ và Đường Tứ liếc nhìn nhau, đều bước về phía bên phải, giờ vẫn chưa đến lúc hành động. Còn Triệu Thương Lan và người của hắn lập tức rất hãnh diện. Tuy trước mặt tôi họ phải nịnh bợ, nhưng trước mặt người ngoài, tôi đã cho họ đủ thể diện. Thế còn Phan Anh, chúng ta đã đến đông đủ, sao hắn chưa tới? À, sếp bọn tôi đang ngủ, thức dậy sẽ đến ngay. Cái quái gì, đi ngủ lúc này? Lưu Hạo Vũ và đám người kia tức giận đến mặt tím tái, ai nấy đều nghiến răng cầm phẫn. Trần Phàm vỗ tay ra hiệu, Tiểu Song dẫn đàn em bưng khay đi tới. Đàn em dọn trà nước, bánh ngọt lên bàn các vị thủ lĩnh. Còn đối với thủ lĩnh ba thành phố lớn, trên bàn chỉ có nước lọc bình thường và một dĩa bánh bao to. Cái đạch, các người có ý gì? Đây rõ ràng là kỳ thị trắng trợn. Sao họ được ăn bánh ngọt, còn chúng tôi chỉ có bánh bao? Sao họ uống trà, còn chúng tôi chỉ có nước lọc? Đạo lý đơn giản thế mà thủ lĩnh Tưởng Trạm cũng không hiểu. Bởi vì họ là người Trường An. Không sai, đây là đồ của người Trường An chúng tôi. Chúng tôi muốn ăn gì thì ăn. Cho các người ăn bánh bao, đã là khoan dung lắm rồi. Không cho ăn bánh ngọt, là đúng phận sự. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lúc này Tiểu Song tự tay bưng một khay, bước qua trước mặt mọi người, đặt lên vị trí chính giữa. Điều kiện gì chứ? Giờ còn có cả trái cây ăn. Lại nhiều thế này, phải biết giờ cứ lấy ra một quả chuối bất kỳ, cũng đều bán được giá trên trời. Tiểu Song ăn mặc như nô tì, bước xuống bậc thềm huyền chuyển, đi về phía cửa. Một thủ lĩnh tên Hứa Côn không kìm được giơ tay ra, chạm vào cánh tay Tiểu Song. To gan, nô tì nhỏ dám động thủ với thủ lĩnh chúng ta. Hỗn xược, dám đụng chạm ta, đáng đời. To gan, thủ lĩnh Hứa Côn sờ ngươi, đó là vinh hạnh lớn cho ngươi đấy. Vinh dự gì, sao không để hắn sờ ngươi? Cho ngươi thật nhiều vinh hạnh. Mẹ kiếp, ngươi muốn chết sao? Người đâu, xử lý con nô tì này cho ta. Ta muốn băm bằng con ả này ra. Làm âm ý gì vậy? Âm thanh vang vọng, uy áp kinh hoàng lập tức bao trùm cả đại sảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy như có một ngọn núi đè lên vai, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Sếp, đây chính là thủ lĩnh Tử Cấm Chi Đỉnh, minh chủ căn cứ Trường An, Phan Anh. Sao lại là một thanh niên trẻ mang thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ nhân, tên này sờ vào tay tôi, nên tôi mới dạy dỗ hắn một chút. Đồ danh con, mi đi quá xa rồi đấy. Nô tỳ nhà các ngươi thật là vô pháp vô thiên, còn không mau lôi xuống lăng trì sự tử. Cô dạy dỗ hắn một chút à? Tiểu Song, đây chính là chỗ sai của cô. Chủ nhân, tôi, cô nên trực tiếp xử tử hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Phan Anh lại đánh Hứa Côn trước mặt mọi người. Anh ta thậm chí vì một tiểu nô tì mà đánh một người có địa vị thủ lĩnh. Triệu Thương Lan và những người khác thấy vậy đều rất bình thản, trong lòng vừa kiêng dè vừa ghen tị. Kiêng dè là vì thực lực của tôi, Hứa Côn là cường giả cấp 8 đỉnh cao, trong nháy mắt đã đánh bại một cường giả cấp 8. Ghen tị là vì tôi bảo vệ đến cùng, Hứa Côn chỉ sờ một cái tiểu nô tì của tôi. Tôi lập tức xử lý Hứa Côn. Phan Anh, người to gan, dám hành hung trước mặt mọi người, hoàn toàn không coi chúng ta là gì cả. Còn chút quy củ nào không? Quy củ, lời nói của ta chính là quy củ. Tôi hoàn toàn không chiều theo họ, trực tiếp tự mình bước lên vị trí chủ tọa. Ngồi xuống đi chứ đứng đó làm gì? Hoặc là ngồi xuống, hoặc là ra ngoài. Tướng Trạng, Lưu Hạo Vũ và những người khác giận đến mức mặt xanh mét, nhìn nhau một cái, rồi cũng ngồi xuống. Nói thẳng luôn nhé, các ngươi đầu quân cho ta ở Trường An thì được, nhưng đất Trường An chỉ có ngần này, nhà ở cũng chỉ có nhiều đó. Các ngươi muốn có thì phải lấy vật tư đổi lấy. Ai đưa nhiều vật tư thì chiếm khu đất lớn, ai keo kiệt thì chiếm khu đất nhỏ. Cái gì? Chúng ta rời đến Trường An là do Viên Lão Thường Nghị quyết định. Ngươi dám bắt chúng ta bỏ tài nguyên ra đổi đất sao? Ồ, quyết định của Viên Lão Đoàn có lệnh gì chưa? Có bằng chứng không? Ngươi, ngươi nói suông không có bằng chứng sao ta tin được? Tôi đã hỏi Giang Sơn rồi, lần di rời này là quyết định đột xuất, căn bản là chưa có lệnh ban bố. Mở bản đồ ra. Vừa ra lệnh, hai tên đàn em khiêng một tấm bản đồ đi lên, trải ra giữa đại sảnh. Tướng Trạng và mọi người chăm chú nhìn, thì ra đây là một bản đồ thành phố Trường An. Sếp của bọn tôi đã chia toàn Trường An thành 4 khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc, lần lượt là khu Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mỗi khu vực đều đã đánh số lô đất lớn nhỏ, ghi rõ diện tích và giá mỗi mét vuông. Các vị thủ lĩnh hãy chọn lô đất mình muốn mua, rồi trả số tài nguyên tương ứng. Nếu có nhiều người cùng chọn một lô đất,
thì sẽ đấu giá theo hình thức tranh giá. Quy tắc đã công bố xong, mời các vị thủ lĩnh chọn lô đất. Chọn trước được trước. Quá đáng lắm, ông đây không xuất tài nguyên để mua đất của ngươi. Ngươi làm gì được ta? Đúng vậy, chúng ta không mua, ngươi định thế nào? Con mẹ nó, chúng ta đến đây làm cái quái gì? Trực tiếp vào thành chiếm một mảnh đất là được rồi. Lông còn chưa mọc đủ mà dám hò hét ông sòm, thật là không biết trời cao đất dày. Phan Anh, nghe rõ lời lão tử đây. Từ giờ trở đi, Tử Cấm Chi Đỉnh là địa bàn của ông đây. Biết điều thì cút cho ông đây. Lời này vừa thốt ra, Triệu Thương Lan và những người khác lập tức cười. Họ nhìn Tướng Trạng và đồng bọn như thể nhìn những kẻ ngốc, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ trước tai họa. Trong khi Lưu Hạo Vũ và Đường Tứ thì nhìn nhau một cái, giữ thái độ đứng ngoài quan sát. Họ chưa lường được thực lực của tôi ra sao. Đúng lúc để Tướng Trạng thử một chút. Nếu Tướng Trạng thành công, cướp từ tay Tướng Trạng cũng chưa muộn. Cái gì? Ngươi muốn cướp địa bàn của ta? Quá tuyệt. Cuối cùng ngươi cũng cho ta cơ hội ra tay. Ý là sao? Tất cả mọi người lập tức thở hắt ra một hơi lạnh, tóc gáy dựng đứng. Thông báo với bên ngoài đưa tài nguyên của Tướng Trạng vào kho. Hắn không muốn dùng tài nguyên mua đất, vậy thì khỏi phải bán đất cho hắn luôn. Một tên đàn em đáp lời, lập tức bước ra ngoài gọi người chuyển tài nguyên. Tôi nhìn mấy tên thủ lĩnh nổi loạn theo phe Tướng Trạng. Các ngươi cũng có ý kiến à? Họ vội vàng lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì bắt đầu mua đất thôi. Phan Anh vừa dứt lời, Thủy Tiên bước vào. Thoáng chốc, như sóng nước lay động, mái tóc mềm mại rủ xuống vai. Các vị thủ lĩnh, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cạnh tranh công bằng. Lô đất số 1 có diện tích 2000 m², thông thoáng nam bắc. Bên trái là công trường, bên phải là khu dân cư. Xung quanh giao thông thuận tiện, địa thế khá cao, không bị ngập nước. Thủ lĩnh nào quan tâm xin ra giá. Chỗ này không tệ, tôi trả 5 tấn gạo, 50 thùng mì gói. Còn thủ lĩnh nào trả giá cao hơn không? Cô ấy quét mắt xuống hội trường, thấy không ai trả giá nữa, thành giao. Xin chúc mừng vị thủ lĩnh này đã giành được lô đất số 1. Tiếp theo là lô đất số 2. Lô đất số 2 nằm ở khu Kim Long, diện tích 3500 m², nguyên là một nhà máy chế biến thực phẩm. Phòng ốc và kho bãi còn nguyên vẹn, chỉ việc xách vali vào ở. Còn có một số kho còn chưa được mở, bên trong rất có thể còn vật tư. Lời vừa nói ra, sự quan tâm của mọi người lập tức bị kích thích. Mảnh đất này của thực không tệ, không chỉ nhà cửa đã sẵn sàng mà còn có khả năng tìm thấy vật tư. Tin rằng mọi người cũng đã thấy rõ giá trị gia tăng của mảnh đất này. Bây giờ xin mời các thủ lĩnh ra giá. Tôi trả 10 tấn bột mì. Với tư cách một thủ lĩnh, Lưu Hạo Vũ sau cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt, cuối cùng vẫn quyết định tuân thủ luật chơi của tôi. Bởi anh ta hiểu rõ, mình hoàn toàn không thể như tôi hạ gục Tướng Trạng trong nháy mắt. 12 tấn bột mì. Lúc này, các thủ lĩnh khác thấy Lưu Hạo Vũ và Đường Từ bắt đầu ra giá, tâm lý phòng thủ cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi trả 15 tấn gạo. 15 tấn gạo cộng thêm 10 thùng xúc xích, 16 tấn mì ống, 10 viên tinh thạch sắt đoàn. Tôi thấy tình hình đã hoàn toàn nằm trong tay Thủy Tiên, bèn mỉm cười nhẹ, bước ra khỏi đại sảnh. Lần này chắc chắn thu hoạch lớn rồi. Bán bất động sản kiếm vật tư, không bằng sảng khoái khi tự mình đi tìm vật tư. Bước tiếp theo, tôi định quét sạch toàn bộ thành Trường An, dọn dẹp hết xác sống, sau đó thu hút dân ngoại lai đến đây mua nhà, phát triển mạnh ngành bất động sản trong ngày tận thế. Bước ra khỏi đại sảnh, tôi vẫy tay gọi Tiểu Song. Tiểu Song ngoan ngoãn theo ra. Tiểu Song, hạt ký sinh của cô có thể ký sinh vào cơ thể người mà không bị phát hiện không? Cơ thể người ấy, không vấn đề gì, chỉ cần đẳng cấp mục tiêu không cao hơn tôi là được. Tốt lắm, vậy thì có trò để chơi rồi.